Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em Tiến sẽ chơi The Nemesis với hai add-on tiến hóa sức mạnh siêu nhanh. Đầu tiên chính là add-on Marvin Blast. Khi mà quật roi chúng Survival thì sẽ tăng thêm 25% tốc độ tiến hóa. Add-on thứ hai, Adrenaline Injector. Khi mà Survival sử dụng vaccine thì sẽ bị lộ nhịp tim thêm 3 giây nữa. Tất cả mọi thứ đã xong rồi, bây giờ cùng bắt đầu thôi. God Heaven, thiên đường khí ga. Cùng đi săn mồi thôi nào. Bọn Survival khi bắt đầu trận đấu là ở xa Kinler. Một là ở trên góc map, hai là dưới góc bản đồ. Nhưng mà em Tiến sẽ nghĩ là bọn này ở dưới. Cảm nhận là như vậy thôi. Thấy dấu chân một đứa luôn. Có một đứa vừa chạy qua kia xong. Thấy thằng béo rồi nha. Lại đang phá đầu lâu. Con đĩ Yukimona phá đầu lâu. Tao qua dí mày luôn. Dám phá đầu lâu của anh Nemesis. Chạy long nhong. Đi vào chỗ hẹp. Làm sao mà né được. Chắc là sẽ sập bán killer sách sớm này. Em Tiến rơi vòi luôn. Ôi, cái roi ngắn quá. Giá như mà roi level 3 là trúng rồi đấy. Bây giờ quật xịt một cái là sủi hàng trăm mét luôn. Con này đi đường thẳng một cái ra. Em Tiến phải đi đường vòng tốn nhiều thời gian cực. Lại nhảy cửa sổ chỗ nhà chính tiếp rồi. Thôi, đéo cần đạp cửa. Nhảy vào chơi nó luôn. Bây giờ mà đạp cửa chắc tốn thời gian thêm. Nên là chọn dí theo luôn. Chạy không liếc ra sau. Quất roi liên tục. Có một thằng vừa làm khóa máy xong kìa. Vừa bỏ tay ra khỏi máy xong rồi đép mang switch khóa máy ấy. Không có ở đây luôn à. Sao tảng đá này mà không có thì chắc chắn trốn ở cuối rồi. Cuối chỗ mấy bức tường này. À, thấy cái người mày lò ra rồi nha. Giả vờ AFK để thương hại. Mày đừng tưởng tao ngu. Có cái cứt. Cút lên mọc. Đừng tưởng giả vờ AFK để lừa tao. À, con đĩ này đi đâu vậy mày? Vừa hồi máu xong đúng không? Em thì có roi level 3 luôn. Con này hơi đen rồi đấy. Bị thương từ sớm. Xong lại còn ăn cả roi level 3 nữa. Giấu đèn. Biết nháy cam ván mà. Bây giờ móc ra ngoài đi. Ồ, ba đứa ở xung quanh nhau luôn. Con này dám tanh móc á. Con đĩ tanh móc. Ơ đâu rồi. À, định núp sau lưng tao để dình cứu. Ngu chưa con. Con này nghĩ mình ngu lắm hay sao ấy. Có vẻ giả vờ núp sau lưng xong rồi đợi để cứu con kia luôn chứ. Mày nghĩ tao là killer newbie à. Một thằng vừa xài vaccine xong. Lại là thằng béo này tiếp. Lao vào cứu luôn. Đúng rồi. Rất là óc. Ngủ như lợn. Rồi quật cho con này một cái nhiễm độc. Rồi lên móc 2 luôn. Dấu chân của ai vợ ở trong nhà này. À, baby Dwight à. Baby Dwight sao mà chạy không biết tôi drop một bác hay sao ấy. Ui, do level 3 sao vẫn hơi ngắn nhở. Thằng Dwight nó vẫn lách được luôn kìa. Giấu đèn. Ngợp chưa cưng ơi. Nhảy cửa sổ. Nhảy cửa sổ là auto ăn một nhát thôi. Không bao giờ né được. Lại chạy qua chỗ răng của Jim mà. Thằng này có vẻ thích chạy rời khu nhỉ. Cứ thấy em Tiến là đi qua chỗ khác một cái là chạy rời khu. Quật roi luôn. Thằng này kiểu gì sẽ lưỡng lự mà. Bởi vì là em Tiến quay đèn nhiều lắm. Không biết là mình tấn công hướng nào cả. Ở chỗ này nhử nó này. Giả vừa đi qua hướng khác. Đó, giả vừa đi qua hướng khác. Quật roi luôn. Ôi, vẫn SH được kìa, hên thật. Bị chó hay đoài hên quá. Rồi, giờ tính sao nữa. Khu vực trống không có ván. Không có chỗ chạy. Đi. Lên móc. Lên móc.
Không hiểu ngồi làm gì ở đây luôn ạ. Tính đập ván trả thứ tôi hay sao ấy. Thôi đéo cần đập ván nữa, qua gì con này luôn cũng được. Con áo xanh này lại giống con Yukimura rồi đấy. Kiểu muốn đập ván vào người tôi để trả thù hay sao ấy. Ngáo đá thực sự. Con đĩ này ngáo rồi cho nó cút lên móc luôn. Tí nữa tao cam cho chết. Đập ván. Bây giờ hai thằng hay móc luôn. Cam thì quá hợp lý nhở. Thôi em để không cam đâu, nó đùa thôi. Cam làm gì. Thằng kia vừa cứu xong rồi, zombie vừa vồ một đứa nha. Lại là con này tiếp à? Đây là em tiện không phải tu nồ đâu nha. Thấy con này coi là tiện dí luôn thôi đấy, chứ không phải tu nồ đâu. Đèo cửa sổ là auto chết. Thà cứ đứng yên sống lách lách còn hơn. Sợ chết quá toát trận luôn. Có ai vừa xài vaccine xong, lộ nhịp tim nha. Dấu chân vẫn còn luôn này. Đang qua chỗ cửa sổ TL. Hình như là trốn bên phải bức tường. À đây rồi. Nhảy cửa sổ ăn một quật. Ông béo này nữa. Ô chê ván này à. Ván này mạnh như thế mà không xài luôn. Qua chỗ giang ngủ gì mới chịu cơ. Già vừa nhảy cửa sổ. Ui, sao không chạy tiếp đi. Chạy quay ngược lại, ngu vãi. Thôi, để ông này sống, qua tìm con Yukimura. Thử kiểm tra sau nhà xem. Sau thùng rác không có. Sau tảng đá không có. Hay là con này trốn dưới hầm nhỉ? Rõ ràng vừa nãy là tôi nghe thấy tiếng ho lũ cụ của nó xong. Ho như kiểu là ông già Bill ấy. Không nghe thấy tiếng ho. Chắc là không phải ở đây rồi. Thử qua cái máy phía trong tường xem. Bên ngoài này trước. Không có. Đây rồi. Bây giờ vào góc tường rồi ai cứu nổi mày đây. Hai roi bị thương luôn. Vào đường cụt. Cái ô tô bé tí này không thể che nổi cho mày đâu. Đầu hàng đi cưng ơi. Dấu đen. Tấn công bất ngờ. Batham Preschool 4. Trường tiểu học răm bông rửa 4. Zombie đang bố ai đây. Đâm đầu mẹ vô tường luôn rồi. À đủ con đĩ này cam ván đập vào người mình. Láo thật đấy. Ôi để tao qua tao bẻ củ máy luôn cái. Con này láo quá. Dám canh ván xong đập vô người mình. Chào cửa sổ chạy luôn. Thôi bỏ đi. Con này tôi xích chắc chơi hay đấy. Qua gì con phù thủy này trước này. Cô te phô mai que qua gì trước. Ăn một roi con đĩ ơi. Lại cả thằng Jonan này nữa. Thằng này nhìn trông cũng cu te phết nhờ. Thôi thì qua thằng này đi. Con kia kệ nó. Không có ván xung quanh. Thôi chịu ăn một roi đi. Không hiểu sao ngồi trong mấy bước ạ. Đường cụt đấy mày ơi. Thằng này gan to thật. Mày ngang nó da đen rồi đấy. Chết. Đi mẹ vẫn né được. Ôi. Sao mà pha đấy lại không trúng tiếp nhờ. Em tiếng quật chuột lắm rồi đấy. Pha này phải trúng này. Ui không quật xuyên hàng rào được. Thôi chắc bỏ cũng được ấy. Quay về máy cũ đi, sắp xong hai máy rồi đấy. Bây giờ phải chơi theo kiểu gọi là canh máy, đép máy. Zombie đâu, vồ nó đi zombie. Cố lên mày. Giúp ta một tí đi. Cái máy trên tầng lại sập sình 90 rồi. Cứ phải qua canh máy thôi. Ai da. Ngay sát người quật vẫn xịt kìa. Ngu chạy xuống cầu thang cùng hướng với tao. Chạy hướng khác thì không chạy. Ở bên ngoài này có cửa sổ nha. Chào cửa sổ không.
Rồi, ta bốc mày luôn. Phá cửa gỗ. Bọn kia vừa cứu nhau xong nha. Lại là thằng Jonah tiếp à? Thôi thằng này xấu trai lắm, râu ria xồm xoàm, không dí đâu. Qua đùa chị da đen duyên dáng này. Sập toán vẫn bị thương, do bài vô chết. Con kia nổ máy. Làm nổ máy xong đép mang switch, khóa máy luôn. Để em tiến lên lầu kiếm nó coi. Lại là con siêu tiếp à? Ui, một pha quật nghệ thuật thế rồi không chúng. Quật quá là nghệ thuật luôn, chéo chéo. Ôi, lại phải đấm bốc vậy. Zombie đâu qua vù nó đi mày. Giống như kiểu pha vừa lẫy với da đen ấy. Em thì đánh giá cao zombie nhá. Bây giờ chắc phải khen nó thì nó mới vù. Còn nếu mà mình chê nó đéo vù đâu. Không có Death Hat. Treo móc trắng nổ máy tiếp. Đạp máy. Con zombie đang vồ ai nhá. Có một đứa sửa máy trên lầu bỏ tay ra khỏi máy. Khóa máy luôn. Lại là thằng Jonan tiếp. Bây giờ chắc phải quyết tâm giết nó quá. Không thì nó kiểu khinh thường mình nhé. Nhảy cửa sổ chạy nhanh quá. Thôi quay về móc đi. Nãy có một thằng bị vồ luôn kìa. Cái bụi để làm sao mà che nổ người máy. Có cái bụi cây ngắn tí. Tính đập ván nhưng mà tiếc. Tiếc ván. Ai chà chà, ác nhờ. Không thèm hồi máu, không thèm giải độc. Ra ngồi sửa máy luôn. Ban ngày ban mặt. Vừa lên móc một rồi đây nha. Bây giờ lên phát thêm móc nữa luôn. Xong một tí mình quay về thêm lần nữa. Nữa là con này ra đi. Chạy ngược lại. Cái ván này yếu này. Đấm bốc. Có ai vừa xài vaccine trên lầu xong. Mở hòm lấy vaccine. Lại là con da đen tiếp à. Tôi canh sẵn bên dưới một roi. Nhảy xuống một cái là tôi quật liền. Ra sau nhà làm gì có ván với cửa sổ đâu mày. Ăn một đấm. May có kỹ năng off the record của Zarina nha. Hiệu ứng Bodo Time trong vòng 80 giây. Nhưng mà không cứu nổ máy đâu. Da đen bay màu. Qua đạp máy. Xong rồi xuống dưới nhà nhỏ kiểm tra xem có ai sửa máy chưa. Tinh tinh tinh. Có ai ở đó không? Rơi xúc tu. Ôi xong máy luôn nè. Nhưng mà sao mà tôi không nghe thấy tiếng máy sửa gần xong nhỉ? Đáng lẽ là tới gần căn nhà thì máy nó phải sập sinh chứ. Nhưng mà không nghe thấy gì luôn. Chạy qua lối nhỏ à? Ôi, tôi người to quá không chạy qua được. Con này không bị nhiễm độc. Nhưng mà trên người nó vẫn có cái độc màu xanh. Game này kiểu lỗi chắc rồi, thề. Trận này đúng kiểu game lỗi luôn. Cái hàng rào cong cong uốn lượn thế này thì không quật roi được. Có kỹ năng nhảy cửa sổ chạy nhanh của Vermin luôn. Vọt một cái xa thế. Đập cửa, không cho chạy vào nhà. Giả vờ đi thẳng, nhưng mà tôi quay ra chặn đầu. Tao biết ngay mà chạy lối này mà. Quá non. Con zombie nhảy xuống rồi úp mặt xuống sàn nhà luôn chứ. Nhìn trông khá là đần. Thằng kia vừa xài vaccine xong nha. Con gì Valentine. Không có ván. Khu vực trống. Ây da. Do level 3 nhưng mà sao cảm giác nó vẫn hơi ngắn nhở. Giờ mới trúng luôn nè. Quật 2 phát. Phát thứ 3 mới trúng. Sao bọn này không biết mình double back ngược lại nhở. Kiểu bọn survival này nó không biết em tiến làm gì luôn ấy. Mình quay ngược lại một cái là ăn một hit luôn à. Con này mạng lắc không nhảy cửa sổ được. Ui. Cũng không bốc được luôn ạ.
con hề mạng 228 binh. Máy lại nổ tiếp rồi. Có tiếng bước chân dưới nhà nha. Đang chạy lọc ca lọc cọc. Tiếng của thằng Jonan. Ôi đứng nhìn tao à. Cái lối hẹp này một roi là trúng. Xin nhẹ cái ván thần. Lên lầu luôn rồi. Sao mà không xài ván ô tô đi. Chạy đâu vậy mày? Ô, cố chạy thêm vòng cửa sổ nữa để câu thời gian. Ác thật. Survival 10.000 tiếng. Chỗ đấy không có ván đâu mày ơi. Phi xuống chặn đầu. Không thì phản ứng luôn. Bây giờ chắc là treo ra sau nhà đi. Có móc trắng kìa. Treo lên nổ máy. Nổ máy thì buông tay ra khỏi máy. Kích hoạt Dead Man Switch khóa máy luôn. Một công đôi việc. Ôi, vẫn dậy được luôn kìa. Thằng này đúng là có phúc ba đời luôn ấy. Chứ bình thường tôi mà chơi survival á, cháu lấy móc từ lâu rồi. Chỗ này thoáng quạt roi được nè. May cho mày lách được nha. Thằng kia nãy làm tôi hơi tốn nhiều thời gian. Đang có ai sửa máy cuối map. Chị Jill Valentine. Đạp nát máy. Máy sửa cũng sập sình 90 rồi đấy. Công nhận là sửa ghê thật. Dấu đèn My Game tiếp cận được mày rồi. Bây giờ tính sao đây? Có vẻ hơi ngại ngùng. Trèo cửa sổ chậm. Đằng nào cũng bị thương thì trèo cửa sổ nhanh luôn đi. Bây giờ là trèo cửa sổ chậm nha. Đến được chỗ xe cứu thương. Nhưng mà nếu mà trèo cửa sổ nhanh ấy thì qua chỗ nhà chính luôn rồi. Con zombie đang cáo ai kìa. Anh Jonan định cứu chị Jill không? Ồ, không cứu chị Jill luôn à. Thế là chị Jill hơi đen rồi. Nhảy xuống trận đấu. Bụt. Zombie lại định ăn thịt ai. Giơ hai tay trong cơn đói khát. Thằng Jonan va quét. Thử qua chỗ này xem có ai sửa máy không. Ồ, Dead Man Switch khóa máy luôn. Con phù thủy. Mày vừa. Ồ, ăn một đấm luôn. Chưa cần nói gì nhiều, ăn một đấm liền. Kéo số mày ơi. Hên nha, vẫn còn một chút nội tại từ kỹ năng nhảy cửa sổ chạy nhanh của Fermin. Quật qua cửa sổ luôn. Sao cảm giác bây giờ roi dài hơn trước nhỉ? Chắc là càng về cuối trận là roi càng dài. Ừ. Chưa hồi mà kiểu mới đầu ấy, quật mãi không trúng. Thằng Jonan nãy vừa ở đây xong mà trốn đâu mất tiêu rồi. Đập ván luôn. Thằng Jonan trốn rồi. Do mai đang vùa ai đó nha. Đang đuổi theo thằng Jonan hay sao ấy. Qua đây kiếm. Sao tảng đá không có à? Ở góc tường. Đang trốn góc tường. Ho lụ khụ. Ui rồi lách 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 lách. Lách làm sao nổi cưng ơi. Vòi của tôi là bám vào cổ luôn, lách làm sao được. Vòi ván này yếu. Quật một cái là trúng luôn. Quá dễ. Đạp hầm.